thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời đến trường quay sự hiện diện của các nghệ sĩ thuộc hai thế hệ đã gắn bó với nhau một tình yêu thương dành cho một tác phẩm nghệ thuật rất lớn, mà có thể nói rằng mỗi khi nhắc đến tên tuổi của tác phẩm này thì mỗi người đều có những góc nhìn khác nhau, nhất là để lại trong lòng mình những ký ức thật đẹp, đó là tác phẩm Lan và Điệp. Kính thưa quý vị, Thanh Hiệp xin được giới thiệu từ bên trái của Thanh Hiệp qua. Đầu tiên là diễn viên Hồng Phượng, tức là cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tiếp theo là nghệ sĩ Chí Tâm, nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, đạo diễn Minh Trọng và ca sĩ Lưu Thiên Ân. Xin được hỏi câu hỏi đầu tiên dành cho nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh. Cho đến ngày hôm nay, khi mà ông đã từng thể hiện nhiều tác phẩm này cùng với các ekip khác nhau, thì ông còn động lại trong lòng mình một cái suy nghĩ gì đối với người soạn giả tài hoa này, đó là soạn giả Loan Thảo? Thật sự ra thì sau năm 1973, cái vở này chúng tôi đã thu, thu nhưng mà tôi trong khi đó chưa có được phát hành gì hết. Chúng tôi cứ chờ mãi mà rồi cho đến khi mà chúng tôi được trình diễn thì tôi diễn với cái các em các cháu ở sau này. Bây giờ thì chúng tôi được diễn rồi, mà những người mà trước đây đã đứng thu với chúng tôi thì bây giờ không có. Tôi thấy trong lòng của tôi nó rất ngồi cái gì đó. Đối với Loan Thảo á, thì thấy là Loan Thảo là một cái người phải nói rằng ông có về cái bút pháp của ông, phải nói rằng ông có những cái thời điểm đó mà cái văn phong văn cách của ông như thế đó, thì phải nói rằng ông quá quá hay, quá siêu, quá đẹp. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh. Chị Thanh Kim Huệ có thể nói điều gì với lại anh Điệp Chí Tâm của chị sau rất nhiều năm hai anh chị đã gặp lại với nhau trong cái buổi tọa đàm hôm nay? Dạ thì hai anh em thì cũng ít gặp nhau, thì có dịp thì vào năm không biết năm nào đó, anh cũng lâu rồi, thì em có qua bên Mỹ. Thì anh em cũng gặp nhau, cũng có diễn cũng ít. Thì cũng có hát cái bài này, bài tân cổ thôi. Thì theo lời khán giả yêu cầu, lâu quá hai anh em không có gặp, thì gặp lại thì rất là mừng. Và khán giả bên đây thì cũng vẫn còn nhắc, vẫn còn thương. Là cái vở Lan và Điệp thì thâu băng hạng dĩa Việt Nam hồi năm cuối năm 73, thì tới đầu 74 mới được phát hành. Thì cái tuồng đó phải nói là 73 thì ông cũng mới chừng 32-33 tuổi mà ông đã soạn được một vở tuồng như thế đó. Mà thành ra ngẫm nghĩ lại, giới trẻ phải nhìn cái gương đó mà phải cố gắng làm sao 33 tuổi mình phải đạt tới có những cái tác phẩm để đời như vậy. Xin được hỏi ca sĩ Lưu Thiên Ân, trong rất nhiều những cái tác phẩm hiện nay đang được công chúng yêu mến, vì sao bạn lại chọn cái Lan và Điệp để mà làm cái DVD đánh dấu cho cái sự nghiệp nghệ thuật của mình? Cảm ơn anh Thanh Hiệp đã có một cái câu hỏi rất là hay. Thì em cũng xin chia sẻ với anh, với lại quý vị khán giả cũng như các anh chị cô chú ở đây. Thì một chữ thôi, thương lắm cái vở cái lương này, là nghe từ nhỏ là đã được nghe rồi. Mà như hồi nãy anh Chí Tâm cũng có chia sẻ là cái mà mình nghe đó với lại cái mà mình nhìn đó là hai cái chuyện nó khác nhau. Cho nên khi mà mình nghe tới đâu là nằm tưởng tượng tới đó, cô Lan đang đứng ở cái bến đò với con sông như thế nào, rồi nhà ông phủ trần thì nguy nga như thế nào đó. Thì đó là cái mà Lưu Thiên Ân rất là thương cái tác phẩm này. Và khi mà đó cũng là một cái lý do gần như là duy nhất để mà ao ước khát khao là được làm một cái tác phẩm. Mặc dù là không Lưu Thiên Ân với lại Hồng Phượng không phải là nghệ sĩ cải lương, cũng không hát được cải lương, tuy nhiên là quá thương cái tác phẩm này, cho nên là mình cũng nói, em mới rủ với Hồng Phượng là: Phượng ơi, anh thấy cái tác phẩm này anh thương quá, thôi hai anh em mình làm nha. Và cũng rất là may mắn là bên cạnh đó thì cũng có đạo diễn Minh Trọng đây rất là hỗ trợ cho hai anh em để mà có được một cái tác phẩm MV Lan và Điệp. Đạo diễn Minh Trọng có thể chia sẻ cái hình thức nào để anh thể hiện cái tác phẩm Lan và Điệp khác với những bản dựng trước đây? Dạ thì nếu như mà anh dùng một cái chữ thương á, thì em lại hai chữ luôn, là cái chữ ngưỡng mộ. Thực sự thì rất là ngưỡng mộ các cô chú, các anh chị đi trước. Giống như là
thực ra bây giờ cải lương đối với tụi trẻ tụi con á, thực ra tụi con không 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 quay lưng đi đâu, mà đang có xu hướng tìm về nữa, mà tìm về xa xưa, tìm về cái thời mà phải gọi là F1 á. Dạ, cái thời mà đầu tiên luôn, bởi vì cái thời đó đối với tụi con nhìn nhận á, tụi con qua cái cặp mắt của tụi con thì các cô chú các anh chị làm nghề cực kỳ nghiêm túc, đầu tư bằng cái sức sáng tạo của mình, dù lúc đó là cái kỹ thuật nó chưa bằng bây giờ, thế nhưng mà vẫn tạo ra những cái tác phẩm như thế, thì rõ ràng là cái công sức của mình bỏ ra thì đó là một sự nghiêm túc. Thì bây giờ tụi con thì bây giờ muốn làm lại là phải sao, là phải nghiêm túc, nên tụi con sẽ quay theo cái cách nhìn nhận của giới trẻ tụi con, chứ không phải là mình quay bắt chước các cô chú, mà mình phải có một cái gì sáng tạo cho nó trẻ trung để phù hợp với bây giờ. Nên tụi con phải tìm tòi suy nghĩ, không những tụi con coi những vở tư lương cũ đâu, mà con còn phải đọc lại cả tác phẩm Tắt Lửa Lòng luôn. Và hy vọng rằng thì tác phẩm tụi con thì cũng sẽ đáp ứng được, vừa hài lòng các cô chú đi trước và cũng hài lòng tất cả các bạn trẻ luôn. Xin được hỏi Hồng Phượng, bạn là cháu ruột của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ. Cũng xuất thân trong một gia đình cô chú anh chị cha mẹ đều gắn bó với nghề hát. Dạ. Thế vì sao bạn không chọn cách thể hiện Lan và Điệp theo cái xu hướng của gia đình mình, đó là một diễn viên của sân khấu cải lương, mà lại có thể tham gia với Lương Thiên Ân, một cái sự bắt gặp nào đó giữa cảm xúc của hai người đối với tác phẩm này? Thật sự ra là cảm xúc thì nó có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều với lại tác phẩm Lan và Điệp này. Là từ lúc con còn nhỏ xíu mà. Con nói chung là tại vì con nhà nòi mà, cho nên là nghe cải lương từ nhỏ rồi. Và khi mà anh Lưu Thiên Ân anh nói là Phượng ơi, bây giờ hai anh em mình làm Lan và Điệp nha, thì thật sự ra lúc đó là con cảm thấy là không biết, là rất là nhiều thế hệ rồi, thì không biết đến mình thì mình có thể làm được tốt hay không, hoặc là bởi vì cái bóng Lan và Điệp quá lớn rồi, cho nên là con rất sợ. Bản thân con là rất áp lực. Con mới về con hỏi mẹ con: mẹ ơi, con có làm được không mẹ? Con có làm Lan được không mẹ? Thì mẹ thì nói là thì được, con cứ thử đi, bởi vì con còn trẻ mà. Và mẹ nghĩ là con sẽ làm tốt. Không biết là quý vị khán giả như thế nào, nhưng mà bản thân Lưu Thiên Ân và bản thân Hồng Phượng đã cố gắng hết sức, cũng như toàn bộ ekip cố gắng hết sức để cho ra một tác phẩm tốt. Còn hay hay không là do quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, qua cuộc tọa đàm này chúng ta nhận thấy rằng tâm huyết của hai thế hệ, người đi trước, người đi sau, mong muốn đem những tác phẩm thật hay, trong đó có những tác phẩm kinh điển gửi đến quý vị. Và chúng ta sẽ cùng đón nhận sự nỗ lực hết mình của các đạo diễn trẻ, các diễn viên trẻ, nhất là các bạn đến từ sân khấu ca nhạc, nơi mà họ mong muốn rằng với sức trẻ của mình, với những cảm xúc của mình, sẽ đem đến cho quý vị những giây phút thật là thoải mái và thú vị khi xem cách thể hiện của họ thông qua những tác phẩm nổi tiếng mà quý vị đã yêu mến trong suốt nhiều thập niên qua. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tọa đàm của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Cuối nền
theo làn khẽ nói. Hai hình như là vợ ông Điệp về phải không con? Bà là má anh Điệp đó hả? Con chắc đi đường xa mệt, để má nhắc ghế cho con ngồi hen con. Con ngồi đi con. Thôi để má vô má pha bình trà nóng cho con uống hen. Trời ơi trời, nóng muốn chết mà uống nước nóng cái gì? Nhà không có nước đá hả? Con về rồi à. Thằng Điệp đâu con? Ở ngoài kìa, xách đồ đi chậm như rùa vậy đó. Đi lấy nước đi. Đi chơi có mấy ngày mà đem chi mà đồ đạc lính kính. Nhà gì mà nóng được muốn chết vậy đó? Không có được đứa con nít để xây giặt nữa. Điệp. Ủa? Con về rồi hả con? Dạ thưa má, con mới về. Mợ có thưa má chưa? Rồi. Thôi để má vô pha nước cho hai vợ chồng con tắm nha. Y má, đâu có được. Mấy cái chuyện này cứ để vợ, vợ chồng con lo được rồi. Mợ, mấy cái chuyện này sao để má làm vậy? Tôi để hồi nào? Tôi kêu hồi nào? Tôi đâu có mượn. Con má ở đây mà. Má gì? Má ai? Má mấy người vô bộ má tôi hả? Bực mình. Tôi đi tắm à. Ở đâu? Ở trong đây nè con. Bực bội. Vào đây truyền nối tiếp tình yêu hai mái đầu, ước mộng đẹp tươi tụi đường xuân mà sao chia lương, từng đêm lang khóc thầm trong cây đắng, sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang. Hoa thơm phai tàn, ai hãy cho nàng cánh chim.
Chuyện gì vậy anh Tú? Con Lan. Con Lan nó làm sao vậy anh Tú? Con,
Con Lan nó có chuyện gì vậy anh Tô? Con Lan nó làm sao? Con Lan nó bị nặng lắm. Bệnh nó bây giờ như chỉ mảnh treo chuông nặng vậy đó. Con đừng chần chờ nữa mà hãy mau lên chùa gặp con Lan lần cuối đi con. Lan con Lan con của tôi, trời ơi Lan ơi, Lan ơi. No!